nhưng là cũng ngờ đâu đất rời thay đồ người anh hùng cổ mang nặng xiềng ngày 25 tháng 5 ngày 25 tháng 5 bắt ông lớn đem đầy chốn sơn cùng thủy kiệt oan vì tuyết nguyệt mới lòng ai trước công hồ hai chữ đại vương áo bào đỏ đã trở thành màu phai tuyết nguyệt xưng xa bởi đời bội bạc sự ngày gian đã đảo lộn trong trước cung điện triều đình cha xếp họ bắt bắn long hồ truyền đi khắp mọi quan lớn tuần tuần người an vì ông cũng là tước hoa đoạt phu tội trời không đầy lên chốn sơn cùng thủy kiệt lối oan này tổ tổ cao hỏi trăng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng nguyệt lão trên người bấy bấy đâu hỏi cỏ cây ba tháng sau
một buổi tai bay và gió bà mắc tội của công lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng tội gà nuôi rắn tội lầy không công lệ luốt lệ đắng cay kẻ xiết chữ qua tiêu quan đệ ngũ bệnh ắt đà tan không